Thưa quý vị và các bạn, chặng đường 110 năm thành lập và phát triển, nhân dân Kon Tum vừa kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vừa chống lại nghèo nàn lạc hậu để vươn lên xây dựng cuộc sống. Trên hành trình đó, văn học nghệ thuật như một tấm gương phản ánh mọi mặt đời sống, biến động của lịch sử. Và mỗi một nghệ sĩ trong các lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh, văn thơ là những người đi tìm nét tinh hoa. Địa khúc là tác phẩm mới nhất của biên đạo múa Thanh Tuấn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Thông qua ngôn ngữ múa, tác giả đã kể lại hành trình 110 năm đấu tranh xây dựng và phát triển của mảnh đất lạc hổ. Có thể nhận thấy, trong sáng tác của biên đạo múa Thanh Tuấn, dấu ấn nghệ thuật múa dân gian của các dân tộc Pana, Sedang, Gia Rai được thể hiện một cách rõ nét. Bản thân mình đã tiếp xúc và mình cũng trau dồi được, mình học hỏi được rất nhiều những cái điệu múa và cũng như cái động tác xoang hoặc là cồng chiêng của các lễ hội, mà đặc biệt là những cái người dân bản địa ở đây, người ta làm những cái tác phẩm mà mình là người trực tiếp được múa. Thì trong những cái quá trình như thế thì mình đã học hỏi và bắt đầu là mình sẽ phải nghiên cứu để mình làm sao mình để hình thành một cái tác phẩm mới của mình mà vẫn dựa trên những cái ngôn ngữ chung của đồng bào Tây Nguyên đây. Nhưng mình cũng đã tham gia rất nhiều các cuộc thi chuyên nghiệp và cũng đã được dàn dựng trong các tác phẩm để đi thi hội diễn. Thì nói chung các hội đồng giám khảo và trong các cuộc thi đó thì cũng toàn là những nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú trong giới nghệ sĩ của Việt Nam mình đánh giá và cũng rất cao. Và cũng được những cái huy chương vàng và huy chương bạc. Theo dòng lịch sử, Kon Tum là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em như Sedang, Pana, Gia Rai, Rẻ Chiêng, Prau, Rơ Mâm. Trong quá trình lao động sản xuất, ứng xử với thiên nhiên, núi rừng, những cộng đồng người này đã tạo ra nét văn hóa truyền thống độc đáo, kho tàng văn học dân gian phong phú. Năm 2015, Sử thi Kon Tum đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tiếp theo đó là hàng loạt các cuốn sách sưu tầm nghiên cứu về văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Kon Tum lần lượt được xuất bản. Đơn cử như cuốn Lễ bỏ mả của dân tộc Rơ Mâm ở Kon Tum, Nghi lễ vòng đời của người Sedang. Trải qua hàng thập kỷ, những câu chuyện cổ dân gian, ca dao, tục ngữ, sử thi, dân ca vẫn tồn tại sống động trong các cộng đồng làng. Qua lời kể của người già, qua các lễ hội, văn học nghệ thuật dân gian vẫn như một mạch nguồn được nối dài qua các thế hệ. Không riêng Sedang mà kể cả Pana, Rơ Mâm, Rẻ Chiêng, mỗi khi tôi sáng tác ra thì phải có cái chất làn điệu dân ca của dân tộc đó một chút, bởi vì cái hơi thở đó nó rất là quan trọng. Cũng tùy theo nhạc sĩ thôi. Hồi trước bởi vì có ở Sedang, gia đình thì cũng người Sedang, thành thử là cái máu của mình biết là người Sedang cũng rất là mạnh mẽ, không chỉ riêng về cách làm ăn mà trong cái đời sống tinh thần của nó cũng là dứt khoát, rất là dứt khoát. Và những cái giai điệu của nó cũng rất là mộc mạc, cũng rất là núi rừng. Thành thử là nó đã đi sâu vào lòng mình để mình lấy đó là những làn điệu để mà phát triển những cái bài hát mà theo mình ưa thích. Cùng với sự phát triển của văn hóa, văn học dân gian, theo các nhà nghiên cứu, văn học viết của tỉnh Kon Tum được hình thành từ năm 1930, cùng với những sáng tác của những tù chính trị bị bắt giam tại ngục Kon Tum. Theo dòng chảy của lịch sử, những sáng tác này một mặt tố cáo tội ác của thực dân, đế quốc, một mặt động viên cổ vũ tinh thần, cũng như nói lên niềm tin vào hòa bình, thống nhất đất nước. Tháng 6 năm 1930, thực dân Pháp mới lập ra cái nhà đầy Kon Tum.
bây giờ ta quen gọi là ngục Kon Tum đấy, thì mới đem lưu đày một số những nhà hoạt động cách mạng và những chiến sĩ yêu nước từ miền Trung, Trung Kỳ lên. Thì trong cái số tù nhân đó là có một số có học thức nhất định, có lý tưởng cách mạng rõ ràng, đặc biệt là có khả năng sáng tác nữa. Trước khi lên nhà đầy đây họ cũng đã sáng tác rồi, cho nên lên đây tiếp tục là cám cảnh cái thân phận tù đầy của mình, cám cảnh về cái tình hình nước mất nhà tan, căm thù đế quốc, cho nên họ tiếp tục sáng tác. Thì khi đó với cái dòng văn học viết Kon Tum bắt đầu mới hình thành, từ năm 45 đến 54 và tiếp tục tới 75 sau này, là hàng loạt từ cái phong trào là Tây Tiến cho tới phong trào Nam Tiến, là các cán bộ và chiến sĩ, tức là bộ đội ta đấy, tham gia kháng chiến ở Kon Tum là đều sáng tác. Trong giai đoạn 1930-1975, hàng loạt các sáng tác của những tác giả như Đặng Thái Thuyến, Hồ Tùng Mậu, Võ Chuẩn, Lê Văn Hiến đã mang đến cho độc giả cách nhìn toàn cảnh về đất và người Kon Tum trong những năm tháng chiến tranh. Không ít những sáng tác của các tác giả tại mảnh đất Kon Tum đã trở thành những áng văn chương bất hủ của văn học Việt Nam và được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Có một cái bài thơ mà nổi tiếng mà dùng đi dùng lại rất nhiều mà không thể bỏ được là cái bài Tiếng Hát Đi Đầy của nhà thơ Tố Hữu đấy. Là cái bài thơ này ông viết ở tại Căn An Trí Đất Lây. Hay là sau đó cựu tù Lê Văn Hiến có viết cái cuốn Ngục Kon Tum. Cuốn sách vừa in ra là đã gây cái tiếng vang rất lớn ở trong toàn quốc, kể cả dư luận quốc tế nữa. Đến độ là Pháp phải cho dừng ngay cái nhà đầy Kon Tum đó mà. Rồi sau này năm 1965 cái thời kỳ đến Mỹ thì là nhà văn Nguyên Ngọc với bút danh là Nguyễn Trung Thành để có cái truyện ngắn Rừng Sa Nu là viết về cái phong trào chống Pháp của nhân dân ở vùng đất Lây Tumorong của ta ấy, cũng nổi tiếng. Sau khi đất nước thống nhất, văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum lại tiếp tục đồng hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đặc biệt sau hơn 30 năm tách tỉnh, đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn học ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có 140 hội viên hoạt động trên các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, múa. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tác phẩm của các văn nghệ sĩ đã đạt giải cao trong các cuộc thi trong khu vực, toàn quốc và quốc tế. Qua đó, từng bước đưa hình ảnh thiên nhiên con người Kon Tum đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Đáng ghi nhận, các sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ vừa có giá trị về nghệ thuật, vừa có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ tới người đọc, người xem. Trong đó, có thể kể đến các chuyên ngành như múa, hội họa, nhiếp ảnh. Chỉ tính riêng trong năm 2022, chuyên ngành nhiếp ảnh có 6 ảnh của 2 tác giả được chọn triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022. Chuyên ngành múa và biểu diễn đoạt 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc cấp quốc gia tại các liên hoan biểu diễn toàn quốc do Cục Nghệ thuật và Biểu diễn, Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong thời gian qua thì có thể nói là các cái giải thưởng với anh chị em văn nghệ sĩ nói chung của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum rất nhiều, và đặc biệt ở đây nổi bật lên những cái chuyên ngành, ví dụ như chuyên ngành múa và biểu diễn, chuyên ngành âm nhạc, chuyên ngành mỹ thuật và chuyên ngành nhiếp ảnh, rồi chuyên ngành văn học, thì có những cây bút, có những tác giả đã tham gia rất nhiều các cái cuộc của Trung ương cũng như của khu vực và thậm chí của quốc tế tổ chức thì cũng đã đạt được những cái thành tích đáng ghi nhận. Ví dụ như về chuyên ngành múa và biểu diễn là trong những năm qua được rất nhiều các cái huy chương vàng, huy chương bạc mang cấp quốc gia của các cái hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc do Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ Văn hóa tổ chức. Rồi thứ hai là về chuyên ngành nhiếp ảnh thì chúng ta có những tác giả cũng rất giỏi, vừa rồi đi tham gia các cái triển lãm nhiếp ảnh của khu vực thì cũng đã đạt được những giải cao của khu vực. Rồi thứ hai là về mỹ thuật thì nổi bật giống như tác giả trẻ Tú Quyên là đi tham gia tất cả các cái cuộc liên hoan về mỹ thuật.
thì dường như cuộc nào thì tác giả cũng đã có những cái giải thưởng mang về cho tỉnh. Hướng tới 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều trại sáng tác, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm mang nghệ thuật đến gần hơn với khán giả. Triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển là một trong chuỗi sự kiện đó. Triển lãm được tổ chức tại nhà rông văn hóa Kon Klo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Tại đây, 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật và 50 tác phẩm mỹ thuật của các văn nghệ sĩ hai chuyên ngành mỹ thuật và nhiếp ảnh của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Thời gian triển lãm từ ngày 2 tháng 2 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2023. Hoạt động triển lãm lần này nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh của tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa của nhân dân, khích lệ tinh thần sáng tác, học hỏi lẫn nhau, nâng cao chất lượng sáng tạo vì một nền nhiếp ảnh và mỹ thuật của tỉnh nhà, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình sáng tác thì được sự hỗ trợ giúp đỡ của các thành viên ở trong cái hội mỹ thuật của tỉnh rất là nhiều, đặc biệt là các chú, các anh đi trước. Cuộc sống nó đương nhiên nó thay đổi, do đó là với nhiếp ảnh thì ghi lại những cái thay đổi đó và cho những cái thành nó thành những cái kỷ niệm, nó thành những cái rất là lịch sử của Kon Tum. Từ những cái bước ban sơ ban đầu cho đến lúc thay đổi, tất cả đều nằm trong nhiếp ảnh, đều ghi lại được. Và nó đều ghi lại theo cái một cái, ta nhìn theo góc nghệ thuật, nó đều rất là nghệ thuật, rất là tốt đẹp. Đêm thơ Nguyên Tiêu 2023 với chủ đề Nhịp điệu mới cũng là một trong những hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum hướng đến kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh. Các tác phẩm được thể hiện trong đêm thơ xoay quanh chủ đề tình yêu, quê hương, đất nước, ngợi ca tình cảm, gia đình, những hy vọng mới về cuộc sống tương lai. Có thể nhận thấy, hòa trong dòng chảy văn học nói chung, thơ nói riêng, các tác giả Kon Tum đã không ngừng nỗ lực tiếp nối, kế thừa và chất lọc những tinh hoa từ văn học dân gian, văn học kháng chiến để trưởng thành và vươn xa. Trong những năm qua, hàng loạt các ấn phẩm thơ, truyện ngắn của các tác giả đã được xuất bản. Thơ Kon Tum trong những năm vừa qua thì các tác giả thơ Kon Tum đã tập trung vào những cái sáng tác có chiều sâu và tập trung vào những sáng tác ca ngợi về quê hương đất nước, và đặc biệt là quê hương Kon Tum đang từng ngày khởi sắc và hướng đến cái sự kiện kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Thì các tác giả thơ Kon Tum đã có những cái tác phẩm thơ ca ngợi về cái quê hương, ca ngợi về cái buôn làng, ca ngợi về cái sự phát triển và những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Tây Nguyên, và đặc biệt các tác giả trẻ có những cái sáng tạo mới trong cái nhịp điệu thơ cũng như trong cái nội dung thơ để truyền tải tới các cái độc giả yêu thơ. Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum thì ngay từ những năm 2022 chúng tôi cũng đã có những cái định hướng và có những cái cuộc sáng tác cho anh em văn nghệ sĩ để có những cái tác phẩm để chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Thì từ đó thì anh em cũng đã có những cái tác phẩm để chào đón cái sự kiện 110 năm Kon Tum rất là ý nghĩa. Trong cái sự kiện này thì Hội Văn học Nghệ thuật cũng rất vinh dự là được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân giao cho tổ chức một cái sự kiện có thể nói là cũng là sự kiện lớn để chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, đó là trại mở cái trại sáng tác về mỹ thuật và nhiếp ảnh để chào mừng 110 năm Kon Tum. Thì cái trại này chúng tôi cũng đã khai mạc vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, thì có thể nói là cũng rất hiệu quả. Lần đầu tiên là chúng tôi mang các tác phẩm nghệ thuật ra với công chúng bằng hình ảnh không gian ở ngoài trời. 110 năm thành lập tỉnh, một chặng đường mới cho sự phát triển lại bắt đầu. Trên hành trình đó, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà có trách nhiệm chung tay gánh vác sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bên cạnh các giá trị về nghệ thuật, các tác phẩm của các văn nghệ sĩ phải gắn liền với công cuộc đổi mới quê hương đất nước, phục vụ sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững
và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.